Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em quay trở lại phòng thập tiết sinh nhá. Hôm nay lại quay lại vị trí năm xưa lánh các bác ạ. Lâu lắm rồi em không quay lại những nơi này. Ngày xưa thì cũng hay sang đây, đợt này nó bị phà đò nó cấm thì không đi được, không sang được. Đây địa điểm ngày xưa vẫn hay sang câu. Rậm rạp lắm các bác. Rậm rạp kinh khủng luôn ấy. Đấy. Đấy em nhìn bắt đầu trời. Nó mưa nó ảnh hưởng cơn bão mưa mấy ngày nay rồi. Đấy. Vào đây làm địa điểm đánh anh em ạ. Cây cối đỏ um tùm luôn. Cái chỗ này lâu nó không câu nữa. Nó rậm rạp quá các bác ạ. Um tùm sợ. Mưa đấy. Trời đã mưa rồi còn rét. Cái chỗ này cây cối rậm lắm anh ạ. Giờ bẻ hết một loạt xong bắt vào mấy câu các bác nhé. Ui, anh em biết này. Trời mưa, nó vừa mưa, nó vừa rét, nó khổ thật đấy. Cũng là đi cầu kẹo nó vất vả. Thì lâu lắm này em cũng không quay lại đây. Nghĩa là hôm nay có lên con hàng nó. Nói là chắc nó cũng phải rơi khoảng hơn một năm rồi các bạn. Hơn một năm không quay lại đây. Khổ lắm này. Mồi đây anh em này. Thì đợt này em bán cả mù chua nhé. Đấy, các bác nào muốn đặt cái mồi này để làm mẫu này hoặc là về câu thì nhắn tin qua số điện thoại em để góc màn hình nhé. Mồi chuẩn luôn các bác ạ. Bây giờ anh em chúng ta bắt đầu xào xuống vào vã đánh bục hay đánh bục ổ các bác nhé. Đây anh em này, làm từng cục to phạc này xuống. Làm ổ. Đấy, thế vậy là chuẩn bài các bạn ạ. Anh em muốn để bó mồi nó được bền được lâu đấy, các bác cũng bóp thêm bột mì vào nhé. Còn bình thường thì nó cũng chẳng cần đâu. Và đặc biệt là anh em không cần chơi nò xo vào nữa đâu nhé. Nhiều bác cứ hỏi mua cái nò xo cho nữa, không cần đâu. Nó phí đi. Đấy, cho một ít này. Đấy, bóp cứ bóp đều một cái vị trí này, không lấy lần lần đấy anh em ạ. Đấy, cho nó dẻo. Có cái bột mì này mùi nó chắc lắm, các bác ơi, để vài tiếng hồ cũng chẳng cần thay mồi đâu. Đấy, cực kỳ chắc luôn. Nó có bột mì nó dẻo dã man. Ở đây cái là chìm chóc nó nhiều anh em ạ, kêu nghe vui tai. Làm một cục ở giữa. Đấy. Ok. Ok. Đấy, đúng chỗ này chỗ mồi này anh em. Ổ mình nó đấy này. Bây giờ em ăn sáng anh em này. Này em mua hai gói như này. Đây. Một gói là tí ăn trưa, một gói ăn sáng các bạn. Là đi vội quá, đi sớm. Em đi mất tiếng rưỡi sang tới bên đây anh em ạ. Nhà cửa xa xôi à. Đi sớm không kịp ăn sáng luôn, chào bạn nó lại ở đây. Cơm trái. Anh em thấy cơm ngon nha, ruốc hẳn hoi nhá. Này nhà nó giòn thôi rồi các bạn ạ. Ngon lắm. Các bạn ăn cơm em nhá.
Mày chết. Mày chết. Ôi giời, Agrofi. Ô, Agrofi to anh em ạ. Ô, đừng dẫy, đừng dẫy. Tưởng cá bé là cá to. Ha ha. Phát này luôn. Trời ơi. Em tưởng cá bé là cá Agrofi to phết anh em này. Đẹp chưa? Đóng tăng xuyên mồm. Phê phê, con đầu tiên các bác nhá. Cần là cứng giật phát là xách mồm lên luôn. Đấy, xa. Ok. Cho cái rọ xuống xuống nước anh em. Đó, trong này có này. Này, đồ phi đẹp chưa các bạn, ngon chưa? Ồ, đừng dễ. Này, cá nó trắng tươi chưa? Vào đây. Đấy, tuyệt vời. Kinh, đóng 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 quả, nhức mồm này. Đấy, nó tiểu bớt vào bớt vẩn em cứ nghĩ nó là cá bé đấy. Còn được rô phi này anh em câu ở ngoài thiên nhiên được con như này là cảm giác là rất là to, là sướng rồi. Đóng quả. Đúng chuẩn là lỗ nhẹ nhẹ các bác nhé. Có phao rồi. Đấy. Chuẩn bài. Đấy, đang nhấp nhấp anh em kìa, nó vừa nhấp tụt xuống đấy. Đang vỉa lên luôn. Úi dù hai con anh. Đang vỉa lên luôn. Úi dù hai con anh. Ui hai con, hai con. Ui rơi mất con rồi. Trúng ổ, trúng ổ rồi. Trúng ổ đô phi, trúng ổ đô phi rồi. Đấy, anh em vừa có nhìn thấy hai con nó bay lên không? Rưới mất một con. Đấy, cá đẹp chưa? Đấy. Cá đẹp, cá đẹp các bạn, các bạn ơi. Bây giờ nó vào ổ đấy. Nó vào này. Ok. Kỳ nhóc phá hai con này các bạn ạ. Phê thật. Đánh thế này nó mới sướng nhỉ. Làm bây giờ cá vào ổ đấy. Giờ là hai con phát là chắc chắn là cá đang vào ổ rất nhiều luôn. Mưa ác quá các bác này. Đúng là mưa gió trời đầy các bác. Mồi mè đây. Bánh còn ướt hết đây các bác này. Không có cái thú vui nào nó sướng mà đi câu mà. Không có thú vui nào vất vào ngay đi câu anh em ạ. Ngồi nãy giờ mũi đốt sướng hết cả chân tay cái đùa đâu. Nhưng vẫn ngồi. Điểm đẹp và có cá là ngồi rất là ok anh em ạ. Một to đấy. Đây rồi, ôi giả ôi, rô phi to, rô phi to, đây rồi, ôi giả ôi, rô phi to, rô phi to, ôi ồ. Hàng đẹp chưa anh em ơi, nó đẹp quả phào ngon luôn. Giật cả bắn lên bờ.
tiếp quá. Đây cho anh em nhìn nha, siêu phẩm đóng ác chưa, xuyên mồm dã màn chưa. Đây này thì có xem à, quay lại cho anh em xem rõ, có nhìn chưa, đóng dã màn thì mưa gió đóng này, con này to đấy. Cái là cá thiên nhiên tầm như này thật sự các bạn là về thái quả cực kỳ chất lượng luôn, ngon thật đấy. Đấy đừng dẫy anh em nhìn phê chưa, này bao nhìn ngon chưa, nay mà thái được hai cái lườn nó về thái gọi gì, ôi giời ơi lại say bí tử. Lại dễ rơi xuống đây. Rồi ở đây cái hõng này thì làm sao mà chạy được. Đây là à, phê giờ bác này. Đấy, con này cũng to to đại. Vào. Chưa thấy con chép con trôi nào vào. Toàn rô phi, nhưng mà rô phi này cũng rất là ngon rồi. Chính ta là em cứ thích ăn loại rô phi này hơn loại trôi mẹ chép. Trôi mẹ chép thực ra là nó chỉ nhìn được cái mã đẹp anh em. Nhìn con nó khoảng trôi khoảng cân rưỡi 2 cân hoặc là con chép tầm đấy thì nhìn trông rất là già đời, nhìn rất đẹp mã nhưng mà ăn lại không ra gì, không thể bằng con rô phi được. Rồi mình cái rô phi anh em nhé. Qua nhìn nó giật rô phi mấy cái lưỡi này nó không bị quằn đâu. Này nó dòng lưỡi săn hàng rồi. Thép AK đấy. Nhiều bác đã sử dụng cái lưỡi này không, bắt đầu đi ra mua mấy cái lưỡi ngoài chợ đảm bảo dùng của nhà nó khác mọt hẳn. Chưa thấy con hàng nào khác ngoài rô phi. Đây rồi. Úi giời, rô phi. Đây rồi. Úi giời, rô phi anh em ạ. Rồi, lướt đẹp chưa? Đây này. Đồ đẹp các bác ạ. Úi giời. Vào, vào, vào. Vào, anh em nhìn, rô đẹp chưa? Trắng như ngọc trinh. Các bác nhìn này, rô trắng như ngọc trinh giặt lướt 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 vào lướt. Cá ngon này cơ mà các bác. Cái câu được toàn cái loại này về ăn là rất là ngon luôn nhé. Qua nhìn này nó đóng toàn khâu mồm này. Sợ chưa? Xuyên táo luôn. Đấy, cho nó đây rồi gỡ con nhé. Cứ bé bé đều đều này chính là như này, giá ăn lại ngon này. Chẳng cần phải chép làm cái gì. Nhưng cái này em phải giữ cám gỡ các bạn vào tay. Lại gặp đàn cổ phi mới đều. Đàn rô phi. Nãy đang có tăm vào anh em, đánh nụ cũng nhanh lắm, bây giờ cá nó vào ổ đấy. Nhấp nhấp đấy, đang nhấp là nhấp anh em, nhấp rất nhẹ đấy. Con này Phật các bác nhá, Phật ở trên này, đang nhấp rất là nhẹ. Đấy, úi giời. À, đồ phi quá. Đóng luôn. Rô phi, rô phi. Wow.
Đây, gặp ổ cá rô phi anh em này, phê chưa? Tít mắt luôn. Ôi dễ 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 dễ. Con này đóng sâu, dễ. Ok. Đây khả năng nó vừa đóng thêm một con nữa con này. Đóng bên cạnh. Sướng thế. Quá là đá luôn. Đánh lục cảm giác giật phát nào chết phát đấy anh em ạ. Đấy. Tầm nó nhiều lắm các bác nhỉ. Với bọn quả xuống ổ phát giật lên ngay này. Đang nắp phao anh em. Giống là rô phi nó đi theo đàn thì giật nục nó được nhiều cá, nó nhanh lắm anh em. Đấy lại lại vỉa, các bác nhìn thấy phao nó vừa tụt chưa. Lên. Úi giời ơi. Còn nữa. Đẹp luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ai, anh em phê chưa? Phê chưa anh em ơi. Cá trắng thật các bác nhìn. Cá nó trắng, trắng dã man luôn đấy. Câu đồ phí này thì sướng chưa? Tuyệt vời luôn. Công nhận là cá rô phi đấy trông nó trắng thịt ngon thật anh em ạ. Này mới là đã đời. Đánh một cảm giác giật phát nào chết phát đấy anh em ạ. Thầy rồi, thầy rồi. Úi giời ơi, con đẹp, con đẹp, con đẹp. Con này to anh em ơi. Con này to. Úi giời ơi, mày. Chạy mà mát. Đây. Con này bự đấy. Đẹp, con đẹp chưa anh em ơi. Đây. Đây, các bác nhìn nó đẹp, con đẹp chưa. Con này ngon chưa nhỉ. Đây là tổ thiên nhiên anh em. Con nhìn bàn tay trắng nha. Ngọc ngào luôn nha. Đấy, cổ lục nó phải thế này chứ các bác. Rồi, cho em nó vào rõ nhé. Nhập phải mất dãy khâu hết cả mồm. Khâu mồm. Ấy giời. Tuyệt vời. Đấy. À, đây, anh em này. Cứ mua loại, chung là nó đắt tiền một tí. Nhưng mà mua loại thép AK đánh sướng coi. Tay nữa không bị quằn luôn anh em ạ. Cái này nó xong nó dòng lưỡi săn hàng, các bác nhìn tay lưỡi không được quằn luôn, đánh rất là sướng. Thép quân đội, đây gọi là thép quân đội, không còn gì tuyệt vời hơn loại thép này. Thép của Đức thì đánh chung là nó cũng rất là ok, nhưng mà đánh lâu thì kiểu như nó cũng hay bị quằn đầu, mình lại phải mài thì tất nhiên là nó sẽ bị mòn cái phần vát nhọn của nó. Lưỡi AK thì quên đời đây. Lưỡi này kinh các bác nào làm mất thì chứ còn đồ câu không được hỏng. Vừa đấy.
À, đó thì mưa rồi con ơi. Mùa này bố vẫn lại lên hàng ấy. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Úi giời ơi, con này to. Wow, rô phi to chưa anh em ơi. Con này mỡ. Các bạn nhìn cần này. Có cần lắm mà. Dạ, vào đây, vào đây. Đè đẹp. Ui, con này to chưa anh em ơi. Đè quả đẹp thật, hàng xịn các bác nhé. Hàng to chưa các bác này. Đóng quả phê thật đấy. Để... Wow. Ê, con này nó còn xịn các bác ạ. Phê chưa anh em ơi. Và. Thịt nó trắng nha. Đây rồi. Úi giời ơi. Con rô phi to chưa. Con rô phi đẹp to chưa anh em này. Còn tươi. Vào đây, vào đây, vào đây. Con này to, con này to. Wow. Con rô phi bự chưa các bác này. Úi giời. Dễ làm gì nào. Đẹp chưa, hàng xịn chưa anh em. Cho nó túi các bác nhé. Toàn không mồm ấy. Quả lại đóng toàn không mồm ấy. Đó. Làm như vậy. Lại giận mất bây giờ. Wow. Hàng to giật nó sướng các bạn. Đẹp trắng như ngọc trinh. Em trắng như ngọc trinh. Ây dồi, ui con này to. Úi da, con này to, này to anh em ơi. Úi dồi, được. Phê. Lên đây, ui con này, phê thế. Ây da, cậu tự nhiên nó phải thế này chứ anh em ơi. Này. Tự nhiên nó phải thế này các bác này, phê chưa đóng tân sông của mình. Wow. Ây dồi. Con này dán ăn tuyệt vời anh em này. Người cá này, trắng thật đấy, công nhận cá này nó trắng kinh khủng luôn. Nhìn trông nó ngon. À, các bạn ba nhìn này, nhìn con cá ngon thế này cơ mà. Đóng khô mồm luôn. Phê chưa? Đấy à. Tuyệt vời quá anh em ạ. Cuốn hổ rồi. Vào đây, vào đây. Ôi. Chị. Mày. Giúp con đây đi, không ra được. Làm yên. Đẹp quá các bác ạ. Phê. Với tầm cá này kể ra đánh cây tắm mắt là sướng nhỉ. Cây này là cứng quá. Cây này chỉ có thể tải cá khoảng 5-7 cân thì đánh nó sướng. Tầm cá nhỏ nhỏ kia chỉ có 8H. 10H đánh không sướng. 8H giật là vừa vào tầm. 20H đánh hơi thừa sức, hơi dư. Thành quả này của em các bác này, này độc rô phi, được rất nhiều rô phi luôn. Cho anh em chiêm ngưỡng nhé, toàn rô phi xịn này. Nhiều phết không? Rồi, đã chưa anh em ơi? Úi xời.
Lại mà các bác thấy gọi thì nó phải nuốt đồn nuột. Về chưa các bác? Rồi, bây giờ thu đồ về anh em nhé. Cầm cái đống này về chắc là làm cho tủ lạnh nhỉ. Rán mệt. Đấy, đây là còn những con nhỏ nhỏ em cũng thả đi, không bắt này, bắt. Wow. Về.